Thời, xin chào tất cả các em đến với cái buổi học online qua cái kênh DT Study của chúng ta ngày hôm nay. Ở tiết trước chúng ta đã nghiên cứu về chương trình hóa học lớp 10 ở học kỳ 1, tổng ôn lại các cái kiến thức trọng tâm và thì tiết học hôm nay chúng ta sẽ ôn tập tiếp các cái kiến thức trọng tâm của hóa 10 nhưng ở phần học kỳ 2. trong tiết học hôm nay chúng ta sẽ ôn lại cũng như là nắm bắt lại ba cái nội dung chính nội dung thứ nhất là về nhóm halogen nội dung thứ hai là về oxy lưu huỳnh và nội dung cuối cùng là tốc độ phản ứng và cân bằng hóa học đối với nhóm hydrogen thì ở đây thầy cung cấp cho các em một cái sơ đồ tư duy để cho mình dễ hình dung cũng như là mình thấy được thấy thích hơn. Nhóm halogen mình học ở cái phần chương 5 trong chương trình hóa học lớp 10 mà năm vừa rồi chúng ta đã học đấy. Và thì ở cái nhóm halogen này thì đầu tiên chúng ta sẽ tìm hiểu về tính chất vật lý. Nhắc lại về tính chất vật lý. Và thì trong nhóm halogen nó gồm có các nguyên tố là fluor, clo, brom, iod và atatin. Trong đó thì atatin là mình không nghiên cứu, mình chỉ nghiên cứu bốn nguyên tố đầu tiên thôi và thì đối với phờ lo nó là một chất khí có màu lục nhạt đây đối với clo thì nó là một chất khí có màu vàng lục đây brom thì nó chuyển sang là chất lỏng rồi và có màu nâu đỏ và cuối cùng là iốt thì nó là một tinh thể có nghĩa là là chất rắn đó và có màu tím tiếp theo chúng ta nghiên cứu về tính chất hóa học của các cái nguyên tố này. Và thì đầu tiên, những cái nguyên tố flo, clo, brom iốt này đều nằm ở nhóm 7A, vì thế nó sẽ có tính oxy hóa mạnh. Và đây là cái sự sắp xếp, xếp theo tính oxi hóa giảm dần, mạnh nhất là flo, rồi đến clo, brom và iốt. Đối với flo thì chúng ta sẽ có những tính chất hóa học như sau. Flo thì nó oxi hóa tất cả các kim loại và để nó tạo thành muối fluorua hỗn hợp flo và hiro nói cách khác là flo tác dụng hiro đó thì nó sẽ nổ mạnh mặc dầu là ở trong bóng tối có nghĩa là nó không có điều kiện là chiếu sáng hoặc là nhiệt độ có thể ở trong bóng tối thì nó đã nổ mạnh rồi chứng tỏ rằng flo là chất oxy hóa rất là mạnh khí flo thì phản ứng mạnh liệt với nước ở nhiệt độ thường đó, ở ngay tại nhiệt độ thường thì nó cũng đã phản ứng rồi vì thế những cái tính chất trên là nó chứng minh là Flo là có tính oxy hóa mạnh và nó mạnh nhất trong nhóm halogen. Tiếp theo là clo, một cái nguyên tố rất là quan trọng trong cái chương trình hóa 10 của chúng ta cũng như là trong suốt cái chương trình hóa phổ thông. thì tính chất đầu tiên là oxy hóa hầu hết các kim loại nhưng lúc này nó phải cần đun nóng. Tính chất thứ hai là khi mà tác dụng với hydro thì nó phải cần cả ánh sáng và tính chất thứ ba đó là khi tác dụng với nước đó thì nó là phản ứng thuận nghịch như các em thấy ở flo thì nó là phản ứng một chiều nhưng mà dưới này nó đã trở thành phản ứng thuận nghịch nha thì tính oxy hóa nó yếu hơn đối với brom thì tính oxy hóa yếu hơn clo nó oxy hóa nhiều kim loại nhưng cũng cần phải đun nóng tác dụng với hydro thì ở nhiệt độ cao, clo thì thì chỉ cần ánh sáng thôi. Nhưng đối với brom thì tác dụng hydro còn phải ở nhiệt độ cao. đó. và khi mà brom tác dụng với nước ấy, thì nó cũng xảy ra phản ứng thuận nghịch, nhưng mà nó phản ứng chậm hơn clo nữa. đối với iốt, trong bốn chất này thì iốt là có tính oxy hóa yếu nhất. À, nó oxy hóa nhiều kim loại cần nhiệt độ cao khi tác dụng với hydro và hầu như là nó không tác dụng với nước. Đã, đó là tổng quan về cái tính chất hóa học của các nguyên tố nhóm halogen. Rồi tiếp tục là hợp chất có oxy của clo. thì ở đây chúng ta nghiên cứu hai hợp chất, đó là nước javen. Đó là hỗn hợp, hợp của NaCl và NaClO. Và thì nó có công dụng là tẩy trắng vải giấy sợi đó vân vân Cloruvoi thì nó là hỗn hợp của CaCl2 và CaClO tất cả hai lần Được chưa đối với phần điều chế thì flor thì mình sẽ điều chế bằng phương pháp là điện phân hỗn hợp Kf và HF đối với clo thì điện phân natri có màng ngăn Bromiốt thì nó có nhiều trong rong biển đó ở đây chúng ta chú ý đến cái phần nhận biết để chúng ta làm bài tập. Vậy thì để nhận biết các cái halogen thì chúng ta dùng bạc nitrat à, và tương ứng đối với clo thì mình tạo được là bạc clo nó có màu trắng cái tủa trắng, bạc bromua thì là vàng nhạt, bạc đua thì là vàng đậm. Đó. Và đối với iốt thì mình còn có thêm một cái phản ứng để nhận biết nữa, đó chính là với hồ tinh bột thì nó sẽ chuyển sang màu xanh lam, thấy chưa? Với hồ tinh bột thì chuyển sang màu xanh lam. Và thì thầy đã trình bày qua tóm tắt lý thuyết trọng tâm của cái nhóm halogen bằng một cái sơ đồ tư duy. Chúng ta sẽ ghi chép cái sơ đồ tư duy này vào trong vở hóa của chúng ta, để chúng ta bắt đầu chúng ta học trong vở hóa 11 bài đầu tiên chúng ta ghi chép những cái này vào đối với ô nhóm hydrogen thì chúng ta sẽ có bốn cái dạng bài tập chính dạng thứ nhất là viết chuỗi phản ứng những cái cái dạng này thì chúng ta chỉ cần ghi nhớ học thuộc các cái phương trình phản ứng chúng ta sẽ giải quyết được dạng thứ hai là nhận biết như nãy thầy nói đó nhận biết các ion ví dụ như clo hoặc là ion Brom thì chúng ta nhận biết bằng cái gì? Đó. Dạng thứ ba là bài tập tính toán. Ví dụ có hai dạng bài tập là halogen tác dụng với kim loại. Vậy thì có thể người ta cho halogen ít, không? chưa biết halogen đó là gì, tác dụng với một kim loại đã biết rồi. Đó. Hoặc là cái bài toán kim loại tác dụng với axit clohidric. Dạng thứ tư đó là nêu hiện tượng giải thích, viết phương trình chứng minh tính chất. Ở đây thì Tài sẽ đưa ra một cái ví dụ về cái dạng số 3 để chúng ta có thể nhớ lại cái kiến thức mà chúng ta đã học ở cái năm lớp 10 vừa qua. Ở dạng số 3 này thầy đưa ra một bài tập đó là cho 5,4 gam nhôm tác dụng vừa đủ với 48 gam halogen X xác định tên của halogen X. Và thì ở đây mình thấy là cái dạng này là kim loại tác dụng của halogen. Trong đó halogen thì mình chưa biết đó là halogen gì và phải xác định cái tên của halogen đó. Và thì để muốn xác định tên halogen thì mình phải biết cái nguyên tử khối nó là bao nhiêu, m lớn nó là bao nhiêu thì mình sẽ xác định được. mà thì ở dạng bài tập này, đầu tiên chúng ta sẽ tìm số mol của nhôm. Ở đây thì đề cho 5,4 gam nhôm, chúng ta chia cho 27 là nguyên tử khối của nó. Chúng ta sẽ có được là 0,2 mol. Sau đó chúng ta viết phương trình. Ở cái phương trình này thì vì halogen nó là ít nên khi viết phương trình chúng ta sẽ ghi là ít 2 à, thì luôn luôn là x2 ví dụ như là flo thì là f2 clo thì là cl2 đó. khi tác dụng thì tạo thành là alx3 đó tại vì nhôm hóa trị 3 và halogen thì nó thể hiện hóa trị 1 ở đây thì chúng ta sẽ có cái số mol của nhôm chúng ta suy ra được số mol của halogen và chúng ta tìm được cái phân tử khối của halogen này bằng cách là chúng ta lấy khối lượng m nhỏ chia cho số mol chúng ta ra được là 160 g trên mol. Và chúng ta tìm được cái nguyên tử khối của nó à, X2 thì là 160 thì x nó sẽ là 160 chia 2 là 80. Và chúng ta xem trong cái bảng hệ thống tuần hoàn thì 80 đó chính là Brom và nó có công thức là Br2. Đó là cái dạng bài tập số 3. Rồi chúng ta chuyển sang cái chương số 2 là chương oxy lưu huỳnh. Và thì ở cái chương oxy lưu huỳnh này thì trong cái chương trình hóa 10 nó nằm ở cái chương 6. Đó. Đầu tiên, đối với oxy thì nó là một cái phi kim hoạt động và có tính oxy hóa mạnh. Nó tác dụng được với kim loại phi kim này, tác dụng được hợp chất. Đó. Và chúng ta lưu ý đến các cái phương trình điều chế oxy. đó, đó là phương trình điều chế oxy trong phòng thí nghiệm cũng như là trong công nghiệp. Đối với ozone thì nó là một dạng thu hình của oxy và nó có tính oxy hóa mạnh hơn oxy. Đó. ozone thì có tính oxy hóa mạnh hơn oxy. Thể hiện qua cái phương trình phía dưới đây. Đó. Đối với lưu huỳnh thì nó sẽ có hai tính chất. Đó là tính oxy hóa và tính khử. Đó. Có nghĩa là nó thể hiện là nó là chất oxy hóa. Thì hiện là chất khử đối với những cái phương trình nhất định thì mình phải lưu ý đối với các hợp chất của lưu huỳnh thì mình có được là hydro sulfur đó h2s lưu huỳnh dioxit so2 và lưu huỳnh trioxit so3 và thì ở mỗi cái đơn chất này nó đều có những cái tính chất khác nhau đó. nên chúng ta phải nắm được các cái tính chất này cũng như các phương trình hóa học thì chúng ta sẽ giải được rất nhiều cái bài tập à. Tiếp theo, hợp chất của lưu hình thì chúng ta có một hợp chất rất quan trọng, đó là axit sulfuric, một hợp chất rất là quen thuộc trong cái chương trình hóa phổ thông của mình. Để đưa ra cái công thức à, đó là cái mô hình nguyên tử của axit sulfuric. À, thì axit sulfuric nó là một axit mạnh và nó có đầy đủ tính chất của một axit. Ví dụ làm quỳ tím hóa đỏ này, tác dụng với kim loại, bazơ, oxit bazơ và muối vân vân. Như bên cạnh đó thì axit sunric đặc nó còn có tính oxy hóa mạnh thể hiện khi nó tác dụng hầu hết với các kim loại kể cả những kim loại đứng sau hydro, tác dụng với các phi kim và hợp chất yeah. bên cạnh đó nó còn có cái tính hao nước và hấp thụ nước của các cái hợp chất hữu cơ ví dụ như là axit sunric tác dụng với đường saccharose chẳng hạn và cuối cùng thì cái quá trình sản xuất axit sunric từ lưu huỳnh đó. hoặc là cái sự nhận biết gốc xung phát của chúng ta, à, học ngọn biết gốc xuất phát bằng barium hydroxit, à, thì đó là tổng quan của cái chương oxy lưu huỳnh. Mà thầy muốn đúc kết lại cho chúng ta, và thì chúng ta sẽ vẽ cái sơ đồ tư duy này vào vở. Nó cũng ngắn thôi mà đúng không? Mình có thể vẽ được vẽ vào theo cái um, suy nghĩ hoặc là cái ý tưởng của mình mình vẽ vào các em có thể dừng video lại mình vẽ vào sau đó mình tiếp tục và thì ở cái oxy và luôn thì thầy cũng đưa ra các cái dạng bài tập cơ bản cũng có bốn dạng dạng một là chuỗi phản ứng dạng hai là nhận biết Dạng 3 thì chúng ta sẽ có bài toán SO2 tác dụng với kim. Hoặc là hỗn hợp kim loại tác dụng với axit đặc nóng. Dạng 4 là dạng nêu hiện tượng, giải thích và phép phương trình chứng minh tính chất. Thì ở đây thầy cũng sẽ có một cái bài tập ví dụ cho cái dạng số 3, đó là dạng hỗn hợp kim loại tác dụng với axit đặc nóng. Đó ở đây thì chúng ta hòa tan hỗn hợp gồm các kẽm và sắt ở trong cái dung dịch axit đạt nóng thì nó thu được 11,2 lít NO2. Thì ở đây người ta bảo mình tính phần trăm khối lượng các kim loại. Đầu tiên thì chúng ta sẽ tìm số mol NO2. Sau đó chúng ta viết hai phương trình. Chúng ta gọi ít y là số mol của kẽm và sách tương ứng. Chúng ta lập hệ phương trình. Đó. Hệ phương trình đầu tiên là hệ phương trình gì? Tổng khối lượng của hỗn hợp kim loại bằng 24,2 g. Hệ phương trình thứ hai là tổng số mol của lưu huỳnh dioxit. Và từ đó chúng ta tìm ra được số mol của kẽm là 0,2. Số mol của sắt là 0,2 luôn. Sau đó chúng ta tìm khối lượng của một trong hai anh kẽm hoặc là sắt. Ở đây thầy tìm số khối lượng của kèm à, khối lượng của sách thì xin lỗi sau khi tìm khối lượng của sách rồi thì chúng ta tính phần trăm còn cái phần trăm anh còn lại thì mình lấy 100 mình trừ ra à, à, thì cái bài này là cái bài điển hình siêu kinh điển của cái chương trình hóa 10 không? Thì thi học kỳ lúc nào cũng có để thầy nhắc lại cho các em nhớ rồi chúng ta đến với cái phần 3 đó là tốc độ phản ứng và công bằng hóa học đây là cái chương cuối cùng của cái chương trình hóa lớp 10. Đối với tốc độ phản ứng, thì các em phải lưu ý đến cái khái niệm của nó. Tốc độ phản ứng là độ biến thiên nồng độ trong một đơn vị thời gian. Và nó sẽ có cái công thức. À, công thức là gì? V là bằng delta C chia delta T. Đây là độ biến thiên nồng độ này. Chia cho đơn vị thời gian. Đó, thấy chưa? Nó cũng gần giống như cái kiến thức vật lý của mình là vận tốc thì bằng quãng đường chia thời gian đó thì hóa học thì nó cũng có tốc độ phản ứng được tính theo công thức như trên rồi và thì các yếu tố ảnh hưởng đến tốc độ phản ứng thì chúng ta có năm yếu tố các em nhớ có năm yếu tố yếu tố đầu tiên là về nồng độ khi tăng nồng độ lên thì tốc độ phản ứng tăng yếu tố thứ hai là về áp suất áp suất thì chỉ có đối với chất khí thôi chứ đối với chất lỏng thì không thể nào có áp suất được đúng chưa rồi khi tăng áp suất thì tốc độ phản ứng cũng tăng. Đó. Rồi nhiệt độ cũng là một yếu tố ảnh hưởng. Khi tăng nhiệt độ thì tốc độ phản ứng cũng tăng. Đó. Khi nhiệt độ tăng thì kỹ số và chạm có hiệu quả tăng. Vì thế nên tốc độ phản ứng nó sẽ tăng lên. Cũng như là khi mình cho một cái chất gì đó tác dụng với nhau, hai chất tác dụng với nhau nhưng mà khi mình đun nóng lên thì cái phản ứng nó sẽ xảy ra nhanh hơn. Rồi đối với diện tích bề mặt, thấy không? khi tăng diện tích bề mặt thì quá trình xảy ra phản ứng nhanh hơn, tốc độ phản ứng tăng. Đó rồi đối với chất xúc tác đối với chất xúc tác thì chúng ta sẽ có được là gì khi mà có cái chất xúc tác vào thì tốc độ phản ứng nó sẽ nhanh hoặc là chậm tùy theo cái mục đích và yêu cầu của cái phương trình phản ứng đó rồi công bằng hóa học chúng ta đến với công bằng hóa học và thì ở đây công bằng hóa học nó sẽ có những cái khái niệm ví dụ như là phản ứng một chiều phản ứng thuận nghịch ừ. khi nào thì xảy ra cân bằng hóa học và sự chuyển dịch cân bằng hóa học như thế nào ở đây thầy cũng đã cung cấp các cái lý thuyết cho mình xem nha thì mình lại là, là nhắc lại các kiến thức mình xem mình ghi chép vào đầy đủ vào ở cái dạng số 3 này thì tài cũng có một số cái bài tập à, dạng đầu tiên là xác định các yếu tố ảnh hưởng đến tốc độ phản ứng về dạng thứ hai là xác định sự chuyển dịch cân bằng khi thay đổi điều kiện và tài sẽ ví dụ cho các em về cái dạng thứ nhất đó là cái yếu tố ảnh hưởng đến tốc độ phản ứng ở đây thầy có ví dụ như sau người ta lợi dụng yếu tố nào để tăng tốc độ phản ứng trong các trường hợp sau a là dùng công khí nén nóng thổi vào lò cao để đốt cháy than cốc. B là nung đá vôi ở nhiệt độ cao để sản xuất vôi sống. C nghiền nguyên liệu trước khi đưa vào lò nung để sản xuất lên kê, hay còn gọi là xi măng. Vậy thì ở cái A này mình thấy là gì? Không khí nén thì mình đã liên quan tới áp suất đúng không? Nóng thì liên quan tới nhiệt độ. Đã à, áp suất và nhiệt độ ở câu A. Câu B là gì? nung nóng đá vôi thì yếu tố này yếu tố nhiệt độ câu xe là nghiền nghiền thì nó nghiền nhỏ ra thì đó là tăng diện tích tiếp xúc thì nó là yếu tố diện tích bề mặt tiếp xúc đó. rất là đơn giản thì những cái yếu tố này nó làm tăng tốc độ phản ứng lên đó. và thầy cũng đã ôn lại cho các em ba cái nội dung chính ngày hôm nay đó là về nhóm halogen về oxy lưu huỳnh cũng như là tốc độ phản ứng và cân bằng hóa học ba sơ đồ tư duy và thì thầy có một cái dạng dò nho nhỏ đối với chúng ta đó là chúng ta phải cần nắm vững kiến thức lý thuyết áp dụng để giải được các cái bài tập và làm các cái bài tập trong cái file bài tập về nhà mà thầy đính kèm trong bài giảng đó và cuối cùng là mình phải tham khảo sách giáo khoa khóa 11 ngay từ bây giờ để chuẩn bị bước vào cái năm học mới thật là tốt và thật là chủ động tiết học hôm nay của thầy đến đây là kết thúc Cảm ơn các em đã chú ý lắng nghe theo dõi Mong các em chép bài thật là đầy đủ Cũng như là làm bài tập trách nghiệm Và bài tập trong cái file bài tập tại giao cho Cảm ơn các em đã lắng nghe Chúc các em học tốt Và có cái niềm say mê Yêu thích với cái bộ môn hóa học hơn Chào tất cả các em